Gia đình của Hằng đang gặp một số chuyện không được vui, cũng đang được phía bên công an hỗ trợ. Hương Ngọc Hà lên tiếng sau loạt biến cố mất 20 lượng vàng, 100.000 USD và loạt trang sức. Mọi thứ đã qua và đang dần hồi phục. Trong thời gian này mà mọi thứ cũng đã qua và bây giờ thì Hằng đang cố gắng dần khắc phục lại sức khỏe của mình. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có livestream đầu tiên từ sau khi xảy ra vụ trộm đột nhập biệt thự hôm 8 tháng 10 năm 2022 để cập nhật tình hình cuộc sống của mình. Trong buổi livestream, cô chia sẻ những khó khăn và kế hoạch dự định sắp tới. Khi nói về vụ biệt thự của mình bị đột nhập, nữ ca sĩ cũng chia sẻ ngắn gọn: "Gia đình của tôi vừa gặp một số chuyện không vui và đang được phía công an hỗ trợ. Mong rằng sự việc sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất." Căn biệt thự ở Thảo Điền thuộc sở hữu của Hồ Ngọc Hà được phát hiện có dấu hiệu bị đột nhập nên người thân đã trình báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra bước đầu, gia đình ca sĩ cho biết đã mất đi nhiều tài sản có giá trị. Cụ thể, cô thông báo mất 20 lượng vàng, 100.000 USD và nhiều loại trang sức đắt tiền khác. Cơ quan chức năng đang điều tra thủ phạm. Gia đình cô vẫn tiếp tục phối hợp để hỗ trợ điều tra. Sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của nữ ca sĩ khi thời điểm đấy cô đang ở Mỹ công tác. Trước tin dữ cộng với sức khỏe vốn không tốt từ trước nên cô buộc phải hủy toàn bộ các đêm diễn ở xứ sở cờ hoa. Dường như những sóng gió đã ập tới với nữ ca sĩ cả một trời thương nhớ khi cô buộc phải hủy tổ chức đêm nhạc Love Songs ở Central tại Mỹ vì bị viêm phế quản sốt cao. Hồ Ngọc Hà cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả tại Mỹ. "Cho phép tôi được gửi lời xin lỗi những khán giả tại Mỹ vì đã không có những buổi biểu diễn thành công và được diễn ra như dự định. Hy vọng các khán giả sẽ thấu hiểu." Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cập nhật thêm về tình hình hiện tại của mình. "Lý do mà những ngày qua tôi không lên tiếng chia sẻ gì về tình hình bản thân là vì tôi nghĩ sức khỏe cũng có lúc này lúc kia thôi." Nữ ca sĩ tâm sự thêm với mọi người trong buổi live: "10 ngày qua là thử thách lớn với tôi, từ sức khỏe đến tinh thần, nhưng mọi thứ cũng qua và tôi đang dần hồi phục lại để chuẩn bị cho những lịch trình sắp tới tại Việt Nam." Cô dành thời gian để phục hồi sức khỏe sau chuỗi ngày bị sốt và viêm phế quản nặng. Với tình hình sức khỏe không ổn, cô và ekip lựa chọn phương án hủy show tại Mỹ. Các khán giả cảm thấy rất tiếc nuối nhưng vẫn chúc Hồ Ngọc Hà sớm lấy lại tinh thần và sức khỏe. Nói thêm về MV Cô đơn trên sofa, đây là sản phẩm âm nhạc mới của Hồ Ngọc Hà kết hợp cùng nhạc sĩ Tăng Duy Tân. Khi thông tin MV mới được công bố, các fan của nữ ca sĩ rất hào hứng vì sau nhiều năm, Hà Hồ mới chính thức phát hành MV mới. Poster công bố sản phẩm có sự xuất hiện của 4 nhân vật nữ bí ẩn. Các fan đoán rằng đây sẽ là 4 nhân vật góp mặt trong MV mới của Hà Hồ. Về dự định tương lai, mẹ của Lisa và Leon khẳng định buổi diễn ở Đà Lạt vẫn tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch. Khán giả trong buổi live cũng gửi lời hỏi thăm, quan tâm và an ủi nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh cô luôn có ông xã đồng hành và an ủi. Nếu chú ý quan sát, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra, dù đi bất cứ nơi đâu thì nam diễn viên vẫn luôn nắm chặt tay bà xã của mình. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai, mà bố của Lisa và Leon còn nổi tiếng là người chồng chiều chuộng, yêu thương vợ, khéo léo khi chăm con. Sự việc mất tài sản khiến cho tinh thần và sức khỏe của Hồ Ngọc Hà đi xuống. Thời điểm này, cô thật sự cần được nghỉ ngơi để hồi sức rồi mới thật sự bắt tay vào công việc. Cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng hết mình hỗ trợ cô điều tra sự việc mất mát tài sản. Còn bạn có cảm nghĩ gì về nữ ca sĩ khi gặp phải biến cố lớn như vậy? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình cùng biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.